Charter mua Time Warner Cable với giá 56 tỷ Mỹ kim tin từ New York. Charter Communications vừa đạt được một thỏa thuận 56 tỷ Mỹ kim để mua lại Time Warner Cable, tìm cách để sáp nhập nhà hoạt động cable lớn thứ hai và thứ ba Hoa Kỳ nhằm cạnh tranh tốt hơn với Comcast. Kể cả nợ thỏa thuận đánh giá trị Time Warner Cable là 78.7 tỷ Mỹ kim, các công ty coi truyền hình trả tiền chẳng hạn như Time Warner Cable và Charter chứng kiến sự tăng trưởng chậm trong nhiều năm bởi vì khách hàng coi các chương trình truyền hình và phim trên Internet qua các dịch vụ như Netflix và Hulu. Các công ty truyền hình truyền thống này đang tăng cường doanh nghiệp Internet có lợi nhuận cao và tăng trưởng nhanh thông qua việc sáp nhập và hợp tác. Charter hiện trả giá cao hơn nhiều so với đề xuất đầu tiên mà Time Warner Cable từng từ chối vào năm ngoái. Thỏa thuận trên cũng cao hơn so với lời trả giá 45 tỷ Mỹ kim của Comcast mà Time Warner Cable chấp nhận. Comcast hủy thỏa thuận vào tháng trước bởi vì lo ngại về quy định rằng công ty sẽ thu hút quá nhiều cạnh tranh trên thị trường băng thông rộng. Charter cho biết là họ sẽ thành lập một công ty mới là New Charter.